Hello các bạn. Chờ các bạn xem lúc bận rộn mình bón phân kiểu gì đây các bạn ơi. Hôm trước các bạn hỏi mình liều lượng, rồi cách thức bón hòa tưới như thế nào, tỉ lệ thế nào các bạn ạ. Kỳ thực là mình chưa bao giờ xài tỉ lệ hết các bạn. Đây, phân đây các bạn. Hôm qua mình mới bón bên kia thôi, chưa xong, mà bận nên hôm nay mới bón tiếp các bạn. Khi bận là bón kiểu này các bạn này. Không phải quay cho các bạn xem đâu, bên này mình cũng bón như thế. Sau đó lấy chổi đi quét các bạn ạ. Chấp nhận là lá nó xấu một tẹo nhưng mà mình không có đủ thời gian đấy các bạn. Mà bón khi mà lưới nó thấp như thế này cũng rất là khó nhé. Đây chi hồng này bị vẹo chết mất một số đây các bạn. Cứ rắc thôi. Cái non này tối hôm qua rắc rồi. Đây các bạn nhìn thấy không? Mình rắc đấy. Chứ mình không có đi bỏ kỹ như là đợt trước đâu. Này vừa mới rắc xong này. Cách này chỉ áp dụng mà khi các bạn khi mà trời nó nắng ráo đấy các bạn. Cái phân nó tan chậm thôi. Chứ nếu mà trời mưa lồm ẩm các bạn rắc như thế này là hỏng ngọn đấy. Như thế này nó nhanh hơn rất là nhiều các bạn ạ. Chỉ là cái lá của mình nó sẽ xấu hơn. Vì những cái hạt phân nó dính vào những cái kẽ lá dưới này nó sẽ làm những cái lá đấy bị cháy các bạn. Mình chỉ bảo vệ được cái ngọn thôi. Vậy nên là khi cây nó lên cao rồi, cái dàn nó nâng cao lên đấy thì mình sẽ không không rắc như thế này được nữa. Mà phải đi đáp từ hai bên mé. Đấy. Dành cho những bạn hỏi mình là bỏ kiểu gì, phải hòa ra tưới hay là phải làm thế nào. Thì đấy, cách mình làm đấy. Lúc gì rất là cẩn thận, gión từng gión một đi vòng quanh. Cái này khăn hồng của nhà này, cắt giống của nhà vẫn đều hơn các bạn ạ. Giống đi mua thì nó vẫn không được đều bằng thì người ta không chọn mầm, họ cắt theo loạt đấy. Còn mình thì mình cắt của nhà nên mình cứ chọn mầm nó đều đều nhau mình cắt. Cái chổi nó quét nó làm tổn thương cái lá ngọn này thì những cái lá này sau này nó cũng dễ bị nấm hơn các bạn. Nó có những cái vết tích để lại nó sẽ xấu hơn. Những cái lá này nó cũng chỉ là những cái lá tương đối gần gốc và cả giữa thân thôi các bạn. Không quan trọng lắm. À, còn có bạn hỏi mình mai cam có phải phun GA3 không các bạn? Sao lại có tử phải ở đây cơ chứ? Tùy từng người thôi. Mỗi người trồng mục đích mình lấy cái chiều cao khác nhau đấy các bạn. Tùy cây nữa, tình trạng cây nữa. Chẳng hạn như cây nó cao như này rồi mình cũng chẳng cần phải GA3 nữa các bạn. Những cái này bây giờ nó đều được khoảng 25cm rồi. Cá biệt có những cây nó lên đến 30cm rồi các bạn.
Mà màu thì sau khi cắt điện nó sẽ cao thêm rất là nhiều. Vậy nên là mình chẳng chẳng phun GA3 nữa đâu các bạn. Thì từ giờ đến lúc cắt điện là còn 20 ngày, hơn 20 ngày nữa thôi các bạn ơi. Hơn 20 ngày nữa thì nó thừa sức, nó cao đủ 40cm rồi. Đấy, với cái yêu cầu của mình ấy là mình cần cái cây nó cao khoảng 80cm đổ lên. Còn một số người thì họ trồng họ không cần cao quá các bạn. Trồng nhổ cả rễ đấy thì chỉ cần nó khoảng khoảng 60cm là đẹp, thì được gì phải vun GA3 nữa. Cái này là nó tùy từng tình trạng cây chứ không thể làm mà áo ốp công thức vào được. Đã xong. Hai luống hoa trong vòng 5 phút các bạn. Chào các bạn nhé.